Xin kính chào quý vị, tôi là Tú Trinh, rất vui được đồng hành với quý vị trong bản tin FBNC ngày 7 tháng 7 hôm nay. Trước tiên xin được điểm qua các thông tin nổi bật. Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn gói vay 30.000 tỷ đồng. Nếu thị trường vàng biến động, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp. Sẽ công bố mức độ an toàn của biển miền Trung vào cuối tháng 7. Quý vị, liên quan đến thảm họa cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung thì mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc gia Tiến sĩ Vũ Đức Lợi cho biết là đến cuối tháng 7 này, chính phủ sẽ công bố về mức độ an toàn của vùng biển này và đưa ra các phương án xử lý ô nhiễm. Theo ông Lợi, để xác định hàm lượng độc tố phenol hay cyanua còn tồn dư bao nhiêu, phân hủy ra sao và chuyển hóa thành chất gì, nhà nghiên cứu đã lặn xuống biển thực hiện khảo sát, lấy mẫu trầm tích. Nhóm nghiên cứu cũng thực hiện đo đạc 13 mặt cắt từ biển Vũng Áng, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế ở các thời điểm khác nhau. Các dữ liệu đang được phân tích trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh đánh giá mức độ ô nhiễm, một số chuyên gia độc lập tài nguyên nước và môi trường cũng cho biết Việt Nam cần khảo sát mức độ bị hủy hoại môi trường biển 4 tỉnh miền Trung. Việc này sẽ giúp nhà quản lý hoạch định kế hoạch xác thực nhất, như nơi nào có thể để môi trường tự làm sạch và tự phục hồi, vùng nào cần sự hỗ trợ của con người và khu vực nào hoàn toàn phải phục hồi nhân tạo. Trước đó, hiện tượng cá chết hàng loạt tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khiến đời sống người dân 4 tỉnh miền Trung lao đao. Để tìm nguyên nhân, 7 bộ ngành cùng các viện nghiên cứu, 100 nhà khoa học trong và ngoài nước đã vào cuộc. Chuyển sang một thông tin tiếp theo, thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương án gia hạn chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, còn gọi là gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 3954 ngày 30 tháng 5 và ý kiến của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, ngày 30 tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31 tháng 3 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tổng số tiền tái cấp vốn khoảng 32.738 tỷ đồng, bao gồm dự kiến số tiền tái cấp vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến thời điểm 1 tháng 6 năm nay và số tiền cam kết nhưng chưa giải ngân hết của khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, dừng giải ngân tái cấp vốn đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội. Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở. Thưa quý vị, trước diễn biến bất thường của thị trường vàng trong nước thì Ngân hàng Nhà nước đã phát đi tín hiệu là sẵn sàng sẽ can thiệp để ổn định thị trường. Thông điệp này được đưa ra sau gần 2 tuần giá vàng liên tục tăng với biến động ngày một lớn. Chiều ngày 6 tháng 7 vừa qua, Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước đã thông tin sẽ theo dõi sát diễn biến của thị trường, đồng thời sẵn sàng phương án và nguồn lực để can thiệp thị trường vàng nếu cần. Tất nhiên, mọi can thiệp bình ổn thị trường vàng đều sẽ nhất quán với chủ trương quản lý thị trường vàng hiện nay. Theo phân tích của Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tăng mạnh, kéo giá trong nước tăng theo là do tác động tâm lý từ sự kiện Brexit. Còn tại Việt Nam, từ tháng 2 đến đầu tháng 6 năm nay, giá vàng trong nước vẫn thấp hơn giá thế giới, doanh số giao dịch vàng chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Do đó, có thể thấy biến động thị trường vàng mấy ngày qua chỉ là nhất thời, chưa có xu hướng rõ ràng. Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các quyết định mua và bán của mình. Thực tế, sau khi thông tin trên bắt đầu được công bố tối ngày 6 tháng 7, giá vàng vào đến trưa ngày 7 tháng 7 đã ngay lập tức hạ nhiệt, còn 37,9 triệu đồng một lượng, giảm ngay khoảng 1 triệu đồng một lượng, tức là chỉ còn cao hơn thế giới vài trăm ngàn đồng một lượng. Và thưa quý vị, như thường lệ thì trong chuyên mục Con số mỗi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhắc đến con số 11 tỷ đô la. Đây là tổng số vốn của nhà đầu tư nước ngoài đã rót vào thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến tháng 6 năm nay. Thưa quý vị, thông tin này mới được công ty cung cấp dữ liệu và giải pháp phân tích thị trường tài chính chứng khoán Stock Plus cung cấp vào ngày 6 tháng 7 vừa qua. Theo Stock Plus thì trong số 11 tỷ đô la vốn ngoại rót vào chứng khoán Việt Nam, số doanh nghiệp niêm yết tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm đến hơn 10 tỷ đô la. Trong một thông tin có liên quan về dung ngoại thì thống kê cho đến đầu tháng 7 vừa qua của Stock Plus cho thấy trên cả hai sàn thì hiện mới có 13 doanh nghiệp nới dung ngoại ở nhiều mức độ khác nhau. Thưa quý vị, phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị các thông tin nổi bật sau đây.
Đà Nẵng kiểm tra và xử lý các hướng dẫn du lịch hoạt động trái phép. Khi nào doanh nghiệp và chính phủ có cùng tiếng nói chung?